Hòa trong không khí sôi nổi của đời sống văn học tuần này, một dự án quy mô nhằm khơi gợi lòng tự hào dân tộc một cách thiết thực vừa ra đời, mang tên Tôi tự hào là người Việt Nam. Bên cạnh chuỗi các hoạt động tọa đàm truyền thông, dự án đã ra mắt tập sách cùng tên, tập hợp những bài viết của những văn sĩ trí thức, chính trị gia và doanh nhân thành đạt, những người đã góp phần làm rạng danh thương hiệu quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế, như bà Tôn Nữ Thị Ninh, thượng tá nhà văn Bùi Anh Tuấn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, giáo sư Trần Ngọc Thêm. Nó hướng đến tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, dù lứa tuổi nào đi nữa, nhưng mà đặc biệt là thanh niên. Thì ý nghĩa của nó đối với thanh niên là vì phải giáo dục con người Việt Nam biết mình là ai và phải làm gì để có cơ sở để có thể là tự hào là người Việt Nam. Mỗi tác giả tham gia bằng một bài viết dựa trên chính trải nghiệm và sự thành công của họ, không chỉ ca ngợi tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam mà còn chỉ ra những điều chưa đẹp, thói hư tật xấu còn tồn tại của người Việt. Từ đó mang đến cho mỗi người đọc một cơ sở xác đáng để tự hào về đất nước mình. Được biết, toàn bộ doanh thu từ tất cả các lần xuất bản và tái bản sách sẽ được trao cho Quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam. Sau gần nửa tháng chuẩn bị, đêm nhạc Câu Chuyện Hòa Bình nằm trong dự án nghệ thuật tuổi trẻ Việt Nam đã được biểu diễn miễn phí trước 2.000 khán giả trẻ tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một dự án hoàn toàn mới do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động nhằm đề cao thông điệp về hòa bình, kết nối tinh thần sinh viên, thanh niên trong và ngoài nước, đồng thời khơi dậy tình yêu với biển đảo quê hương. Đêm nhạc đã diễn ra với những ca khúc mang đậm sắc màu lý tưởng tuổi trẻ trong đấu tranh và xây dựng đất nước, được kể qua ba phần chính là yêu quê hương, yêu hòa bình và yêu con người. Nhiều ca khúc nổi tiếng một thời, vì vậy đã được thể hiện lại theo cách hòa âm phối khí mới, đem đến dung cảm đặc biệt và thú vị cho người nghe. Vào cuối đêm nhạc, ban tổ chức nhận số tiền ủng hộ tổng cộng là 6,1 tỷ đồng sẽ được gửi đến chương trình chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông của báo Tuổi Trẻ. Là một sân chơi văn chương với hơn 10 năm phát triển do Nhà xuất bản Trẻ, báo Tuổi Trẻ và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 đã vừa vinh danh một cây bút mới trong lễ trao giải lần thứ 5 của mình. Đó là tác giả Nguyễn Nhật Phi đến từ Hà Nội với tác phẩm Người Ngủ Thuê. Tác giả trẻ sinh năm 1991 này đã bật khóc khi biết mình đã vượt qua khá nhiều cái tên nổi bật trên văn đàn cùng tranh giải lần này như Nguyễn Ngọc Thuần, Trương Anh Quốc, Lê Minh Nhật để nhận giải cao nhất. Đánh giá tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Đông Thức, một trong các thành viên của ban giám khảo cho biết, Người Ngủ Thuê có một cái tứ mới mẻ và đầy thuyết phục khi đã phản ánh một cách tinh tế về sự hoang phí thời gian của tuổi trẻ đến cả lãng quên những ước mơ đã có trong cuộc đời. Người Ngủ Thuê cũng là tác phẩm đầu tay được in thành sách trong gia tài văn chương hoàn toàn mới mẻ của Nguyễn Nhật Phi. Một buổi giới thiệu dự án phim khá đặc biệt vừa diễn ra trong một gara ô tô, tập hợp trong những chiếc siêu xe nổi tiếng cùng một dàn diễn viên tên tuổi đến tham dự. Đó chính là buổi giới thiệu dự án phim Tốc Độ và Đường Cong, một sản phẩm điện ảnh được xem là đầu tiên của Việt Nam về siêu xe và những quái xế. Vì vậy, để thêm phần ấn tượng, lần lượt những thành viên của đoàn phim như Khương Ngọc, Diễm My, Lê Khánh, Quý Bình đã cùng tạo dáng bên những chiếc xe nổi tiếng và nói về vai diễn của mình. Theo đó, câu chuyện về các nhân vật trong phim sẽ xoay quanh niềm đam mê với tốc độ và những chiếc bánh xe quay vòng đẳng cấp. Phim thuộc thể loại tâm lý hành động do đạo diễn trẻ Phan Minh thực hiện, dự kiến sẽ được quay trong vòng 6 tuần và ra rạp đúng dịp Giáng sinh 2014. Một xuất phẩm được đánh giá là tác phẩm thành công nhất của điện ảnh Nga trong năm 2014 sẽ được giới thiệu đến khán giả Việt Nam trong tuần đầu tháng 9 này. Đó là bộ phim Vùng Đất Quỷ, một câu chuyện phiêu lưu thần thoại dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nikolai Gogol. Phim lấy bối cảnh thế kỷ 18, khi đó có nhà khoa học địa lý Jonathan Green đang bắt đầu cuộc hành trình khoa học để có thể vẽ được bản đồ từ Tây Âu đến Đông Âu. Trong màn sương mù dày đặc, bị mất phương hướng, ông đã lạc đến vùng đất quỷ dữ. Vì những người dân sống ở đây khá kỳ lạ, họ đã vô tình nuôi dưỡng cái ác trong tâm hồn và chỉ chờ đợi một cơ hội tàn phá thế giới. Bộ phim thu hút người xem bởi cốt truyện đầy bí ẩn, ly kỳ và càng trở nên sinh động hơn với sự hỗ trợ của kỹ thuật định dạng 3D thực. Với kinh phí đầu tư khoảng 26 triệu đô la Mỹ, chỉ trong tuần đầu ra rạp ở Nga, bộ phim đã thu về hơn 17 triệu đô la Mỹ, trở thành một trong những bộ phim đạt kỷ lục về doanh thu ở Nga. Phim hiện đang được công chiếu rộng rãi tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.